Theo quy hoạch, Hà Nội có 10 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài xấp xỉ 420 km, trong đó có 9 tuyến chính và 1 tuyến nối các đô thị vệ tinh. Tổng mức đầu tư cho các tuyến đường sắt đô thị nêu trên dự kiến hơn 40 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên đến nay, thành phố mới hoàn thành 13 km tuyến 2A đoạn Cát Linh Hà Đông và đang thi công 12,5 km tuyến 3 đoạn Nhổn ga Hà Nội. Để hoàn thành được gần 405 km còn lại trong hơn 10 năm tới, kinh phí cần bố trí thực hiện khoảng 37 tỷ đô la Mỹ. Song thực tế mới huy động được khoảng 56.000 tỷ đồng, đáp ứng 18,9% nhu cầu. Theo Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội, để hoàn thành mục tiêu tới năm 2035 có thêm 400 km đường sắt đô thị, cần giải quyết bài toán vốn, gỡ vướng các thủ tục pháp lý và giải phóng mặt bằng. Do vậy, cần giải pháp đột phá, vượt trội để đẩy nhanh tiến độ.